Xin chào các bạn. Hello everybody. Oh, this is a mango. This is a mango from huge mango from Mexico. Okay. Ah, Mexico the best. Mango. Red mango. They call it red mango. Okay, so first of all, you take it out, this one first. Đây các bạn, mình này là xoài của Mexico. Đây tí cơ, nó bự như vậy, nó màu đỏ, chứ không phải nó màu vàng như ở Việt Nam mình. Mà xoài thì ngon lắm các bạn. Mà cái hộp của nó cũng nhỏ nữa, nó không hộp bự. Giờ mình... scare. Giờ mình phải lột cái kiểu của mình á, kiểu của mình là lột như là lột cam vậy đó các bạn. Đúng ra thì làm YouTube á thì là mỗi người mỗi kiểu. Mình không có thể nào học hỏi của ai hết á các bạn. Mình phải tự biên, tự diễn và tự sáng tác ra. Thì nếu thí dụ có bạn nào khuyên mình là nên học hỏi của anh ở đâu, ở bên Toto lái xe tải gì đó, tài xế Canada gì đó, thì nói xin lỗi là mình không có thể nào mình học hỏi anh được. Tại vì ảnh còn trong cái tuổi lao động, ảnh chạy xe hàng ngày thì ảnh có những cái câu chuyện để anh nói. Còn mình ở đây là về hưu cả 15 năm nay rồi. Thì trước mình đi về Việt Nam ở cũng cả nhiều lần lắm rồi, cả 10 lần luôn á. Lần đầu tiên mình về là năm 94, rồi 98 về, 96 về, rồi cái 98 về. Đó, làm về là luôn liên tục luôn, nhiều lúc đi cả năm đi, cả một năm mình đi hai lần. Đó. Rồi mình vợ chồng mình làm ở thư viện của trung ương thành phố đây, mình làm cho nhà nước, cho nên mình có những cái khác gì ta, là nhà nước cũng công nhân viên nhà nước, mình có nhiều cái lương cũng cao, rồi cần phải có học lực nữa với vô làm. Đó, mình làm quán thủ thư viện mà. Đó, cho nên mình làm suốt cả luôn cả 30 năm luôn. Còn bà xã làm tổng cho tới vô đâu khoảng thì 35 năm luôn. Đó, các bạn thấy không? Đó, cho nên mình không có thể nào bắt chước anh ta được. Anh ta còn chạy xe, còn mình ảnh là blue collar driver, còn mình làm công nhân viên nhà nước, làm công chức white collar, các bạn hiểu không? Cho nên mình không có thể nào bắt chước ai được hết đó. Mình phải tự biên tự diễn với mình. YouTube thì là như vậy, không có học hỏi ai được hết. Học hỏi tôi không được nữa, tại vì không có đúng cái nghề của mình. Nghề mình không phải là lái xe. Đó. Hậu ơi, lấy cho cái dĩa rồi Hậu. Hậu, đây cái dĩa. Mình về hưu cả 15 năm nay rồi. Về hưu sớm nhưng mà vẫn đương hưu già. Đó. Làm cho nhà nước nó có lợi cái đó đó các bạn. Đó. Ở đây là như vậy. Đây mình làm cho nhà nước là mình có lợi cái phần đó, là lương bổng cũng cao. Lương theo cái ngành nghề của mình, bằng cấp của mình. Đó. Thì nó cao. Đó, theo cái bằng cấp, không phải là làm lao động tùy ở đấy lên. Không có
hưởng theo nhu cầu vậy đó, cũng như ở Việt Nam không có chuyện đó, đây nó khác. Đây mình làm đúng cái trả đúng cái công mà mình học ra đó, học ra trường đó, cái bằng cấp của mình nó quan trọng. Mà khi mình còn đi làm á thì cái bằng cấp nó mới quan mới còn hiệu lực. Còn nếu mà các bạn mà học ở đây á mà khoảng chừng một năm ra trường mà không có việc làm á là các bạn kể như cái bằng nó quăng thùng rác, lâu lâu treo ở trong bồn tắm á, trong ngồi đi vệ sinh á, rồi mình lâu lâu mình nhìn chơi cho vui chứ không có hiệu lực, cũng không có. Ví dụ như một người học kỹ sư mà ra trường á không có việc làm cho cái ngành nghề kỹ sư họ học á, là khoảng một năm sau là cái bằng nó là coi như là quăng thùng rác rồi. Mà chỉ là để treo trong bồn tắm, trong toilet á, lâu lâu ngồi vô đó mình rặn mình tưởng nhớ thời gian đã qua, cái công mình học vậy đó, phải không? Mình nó không có hiệu lực, không, mình cũng không có thể làm cái gọi là mình là kỹ sư được. Mình không còn là kỹ sư, là mình không có dính líu về cái nghề mình học và ra trường mà không có công việc làm được đó. Mình cái bằng kỹ sư đó cái như quan hùng rác, không có gọi mình, không có tự cho mình là kỹ sư được. Như bây giờ chuyện này cũng vậy, là học ra bachelor lên là thư viện, không à, bà xã thì học lên luôn master luôn, còn mình thì là biến. Mình nói đúng ra là có cái số là thân cư thê đó, nên bà xã học giỏi hơn mình đó. Cho nên mà mình ra thì mình còn tài chức á, thì mình có thể mình nói được. Còn khi mà mình về hưu rồi mình không có thể nào được, không có thể nào nói là mình là kỹ sư hay gì hết. À, bên đây là như vậy. Ví dụ như kỹ sư, mình là kỹ sư lúc trước mà một năm sau các bạn không tìm được rồi việc là tự nhiên cái bằng của bạn không còn hiệu lực nữa, thì mình không có được quyền gọi được mình là kỹ sư. Nó là như vậy. Cho nên ở đây nó khác lạ hơn ở Việt Nam mình. Việt Nam mình học cái bằng là không có làm đất gì đấy, mình cũng kêu là kỹ sư rồi có tiến sĩ, bác sĩ, rồi cái gì cũng nói cho một dọc luôn, là gì có tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, ồ trời cũng đóng luôn. Đây bác sĩ là phải có bằng gắn trên tường á, trên chỗ văn phòng á, thì đó còn hiệu lực. Và bác sĩ ở đây mà nữa là bác sĩ ở đây mà không còn làm nữa là họ cũng không có gọi là bác sĩ đó. Sĩ đang hiện tại chức hiện tại, còn cái ở đây người ta chỉ gọi là bác sĩ là đủ rồi, không cần phải gọi tiến sĩ, bác sĩ, quỷ gì hết. Nó khác ở Việt Nam. Việt Nam nó qua đây á, thường thường là họ đã chọn là những cái ngành là kỹ sư, sĩ, dược sĩ, luôn cả cái loại sĩ luôn. Cũng không được việc làm là loại sĩ luôn. Xe ở bên Canada là làm rất là có rất nhiều người nhân kỳ về hưu á, cũng khác. Khi mình làm cho nhà nước á, cái lương hưu mình á là nhà nước á trả 70%, mình trả 30% trong cái tiền hưu trí của mình á. Cái đó là cái tiền hưu của chính phủ, là của toàn cả ai nấy cũng được á, là nó khác, là mỗi người cũng bằng nhau đó. Nhưng mà cái tiền hưu riêng đó, rồi nó còn gọi cái mình phải invest vô những cái khoản mà về hưu, như là locking
như là mình không có thể nào rút ra được khi mình 65 tuổi, có những cái mình không thể nào rút ra được lúc mình 70 tuổi, đó là như vậy đó. Thì là cái đó, những cái đó khoảng như vậy. Thì cái tiền tiền về hưu của mình á, một tháng mình có thể là cả 6.000 đô một tháng. Thì hai vợ chồng đây mình làm cho nhà nước rồi mình mua những cái khoản đó. Ngày xưa đó là chính phủ là họ bên chỗ cái chủ làm mình á, nó đóng cho mình 70% để nó tính số điểm khi mình phục vụ cho nhà nước khoảng chừng 25%, nó làm sớm hơn, làm tính cái thời gian lên đủ 105 điểm đó, là mình có quyền về hưu bất kể lúc đó mình 45 tuổi hay 40 tuổi cũng được. Hai vợ chồng mình về hưu cũng hồi đây cách đây cũng 15 năm rồi, Freedom 55 các bạn đó. Mình về hưu rồi, về Việt Nam ở cũng cả 4 năm luôn, ở chán luôn, đi trở lại đi Việt Nam ở cả 4 năm cho nên mình hiểu rõ về cuộc sống của họ Việt Nam. Ở đâu cũng vậy, ở đâu quen đó các bạn đó. Cho nên mình không có thể làm cái kiểu như người ta đi du học á, hay người ta mới qua rồi hay so đo với cuộc sống bên này bên kia, rồi người ta convert, người ta giống như là người ta đổi ra cái tiền Việt với tiền Canada hay tiền Mỹ vậy đó, đổi ra. Cho nên mình Việt Nam ở 4 năm mệt cũng chết luôn. Huế nóng luôn, khoảng 43 độ luôn, nóng quá chừng luôn. Rồi đi khắp cả thế giới, khắp cả mà dọc đường gió bụi bằng xe ông đá các bạn. Mình ở bà xã mà. Vì đó là hai em. Cho nên mình cái là như vậy, mình không có thể nào học hỏi ai được hết. Mình nói là ở đây cũng lâu lắm rồi, cũng gần hết luôn, nửa thế kỷ rồi các bạn. You stand in the light, I can see. Sir? Huh? Mm. Sit down here then. Sit down here then. Light. Good. See? Can't see. Có người bạn mới quen đó, có đứa có cha mình chú chắc là phải là nhỏ tuổi hơn mình rồi, cha mình chú thì bên mình học hỏi đó, nhưng mà mình học hỏi không được, mình cái ngành nghề của mình khác, và cái ngành nghề đó là tài xế lái xe cho nên mình học hỏi không được. Chúc các bạn những ngày đầu tuần vui vẻ.